tư với khóa học vào tháng 11 năm 2024 này để nhà đầu tư có thể theo dõi và đánh giá rõ về các giá trị ở trên thị trường. Với khóa học được khai giảng vào tháng 11 năm 2026 này có tựa là khóa học giao dịch vàng Gold Trading thực chiến, và tất cả những giá trị tôi chia sẻ ở tại phòng trade của bản thân tôi ở trên thị trường là đều học viên của bên trung tâm đào tạo Forex của bản thân tôi học và đồng hành trực tiếp tại phòng trade của bản thân tôi, không dạy online và tôi cũng không có tiếp anh em qua vấn đề online. Và toàn bộ học viên là đều học và ngồi thực chiến, theo dõi tôi đánh, vận dụng, áp dụng ở trên thị trường. Toàn bộ các giá trị tài khoản là tôi vận dụng ở trong thực tế để cho cộng đồng và mọi nhà đầu tư cùng thấy rõ, và học viên trực tiếp theo dõi. Anh Quân đây cũng thế và Linh đây cũng thế. Có đúng toàn bộ tài khoản này anh em đều theo dõi không? Rồi cả trong cả quá trình em trade học hướng dẫn thì anh thấy anh nắm bắt các thứ nhanh không? Đó. Thì đấy thì tôi chia sẻ để cho cộng đồng và mọi nhà đầu tư cùng theo dõi. Làm gì có cái chuyện một khóa học giao dịch Forex mà cái người thầy mà chỉ dùng TradingView phân tích hay nhận định ở trên thị trường mà không giao dịch, không áp dụng vào trong thực tế. Và cũng làm gì có một cái chuyện mà gì nhỉ? Kiến thức là kiến thức mõm ở trên thị trường là gì nhỉ? Ra ngoài nhận định rồi đưa ra các giá trị phán tào lao mà không thấy người đó giao dịch thực tiễn. Làm gì có cái chuyện tổng kết ăn bao nhiêu bip mà gọi đó là người đó giao dịch được ở trên thị trường giao dịch Forex này. Đây là điều nhà đầu tư cần phải lưu ý. Và hôm nay tôi xin được chia sẻ đến nhà đầu tư về khóa học này để nhà đầu tư có thể nhìn nhận, đánh giá và để hiểu rõ ở trên thị trường. Và mời nhà đầu tư. Vàng thực chiến, chi tiết cho người mới bắt đầu. Gần đây, với sự bùng nổ chưa từng có của giá vàng trong nước, đầu tư vàng trở thành chủ đề được đông đảo anh em trong lĩnh vực tài chính quan tâm. Không chỉ vấn đề mua dự trữ vàng được bàn tán mà giao dịch vàng online cũng trở thành xu hướng được nổi lên mạnh mẽ. Vậy làm thế nào để biết cách giao dịch vàng đúng và chiến lược hiệu quả? Để giao dịch vàng thành công cần đòi hỏi nhiều yếu tố, từ tư duy, kiến thức, kỹ năng và đặc biệt phải có kinh nghiệm thực chiến. Nếu bạn đang cần tìm hiểu các khóa học giao dịch vàng nhưng chưa bắt đầu từ đâu thì khóa học này sẽ dành cho bạn. Khóa học giao dịch vàng thực chiến đến từ trung tâm đào tạo Forex và Gold, được thầy Trần Quốc Minh, giám đốc trung tâm hơn 10 năm kinh nghiệm chinh chiến trong thị trường tài chính trực tiếp chỉ dạy và đào tạo bài bản từ tư duy cho người mới bắt đầu. Khóa học giao dịch vàng Gold Trading dành cho ai? Khóa học giao dịch vàng thực chiến từ trung tâm đào tạo Forex và Gold được thiết kế dành cho tất cả các bạn đang quan tâm tìm hiểu về thị trường ngoại hối, mong muốn tìm kênh đầu tư xu hướng sinh lời. Dù bạn là người mới bắt đầu tìm hiểu về cách giao dịch vàng hoặc một nhà đầu tư có kinh nghiệm đã biết về giao dịch vàng nhưng vẫn loay hoay mãi trong thị trường, chưa hiểu về bản chất của giao dịch vàng thì khóa học này sẽ cung cấp cho bạn những kiến thức và kỹ năng cần thiết. Thông qua khóa học sẽ giúp bạn hiểu sâu hơn bản chất thật của thị trường ngoại hối với những người mới và đang tìm hiểu. Lý do tại sao nhiều nhà đầu tư Forex dù đi học nhiều nơi xong vẫn chưa đủ khả năng giao dịch. Học viên của trung tâm đào tạo Forex và đầu tư vàng của thầy Trần Quốc Minh là những nhà đầu tư Forex được học trực tiếp tại phòng chết của thầy, đồng hành xuyên suốt cả quá trình học, trực tiếp đánh giá và theo dõi đích thân thầy vận dụng, cũng như áp dụng thực tiễn xuyên suốt 24/24 trên chính tài khoản Forex mà thầy Trần Quốc Minh áp dụng thực tế để học viên kiểm chứng. Trung tâm đào tạo Forex và Gold là nơi duy nhất học viên được thực chiến trực tiếp tại phòng chết và xem toàn bộ lịch sử do thầy chứng minh. Một điểm đặc biệt ở trung tâm của thầy Trần Quốc Minh rất khác đối với các trung tâm bán khóa học. Thầy Trần Quốc Minh hỗ trợ cho học viên được ở lại trực tiếp phòng chết trong suốt quá trình học. Đây là điều mà hiếm trung tâm nào có thể làm được. Thầy Trần Quốc Minh không dạy giao dịch vàng online vì lý do đơn giản học giao dịch vàng không có thể học online mà có thể áp dụng được thực tiễn được. Hiện nay ở ngoài thị trường có rất nhiều khóa học được dạy online và cam kết hiệu quả, có chiến lược sinh lời chỉ một khóa học duy nhất. Tất cả đều chưa được kiểm chứng, học viên cũng không thể đánh giá được năng lực của thầy và minh chứng giao dịch thực tế ra sao. Với nhiều năm dày dặn trong lĩnh vực đầu tư ngoại hối và đầu tư vàng, thầy Trần Quốc Minh nhận thấy có quá nhiều nhà đầu tư bị mất tiền trên thị trường đầu tư nói chung, thị trường ngoại hối và thị trường vàng nói riêng. Bởi lẽ các nhà đầu tư đã quá chủ quan khi đưa ra quyết định rót vốn cho chính bản thân mình. Hầu hết nhiều nhà đầu tư học từ các nhiều nơi nhưng vẫn không đạt được kết quả lợi nhuận tốt trong giao dịch Forex và không được hỗ trợ lâu dài trên con đường đầu tư Forex và đầu tư các thị trường khác. Trong khóa học giao dịch vàng thực chiến này, trung tâm đào tạo Forex và Gold sẽ gửi đến nhà đầu tư những cái nhìn rõ hơn về thị trường ngoại hối, cụ thể hướng dẫn và tìm hiểu thị trường ngoại hối đúng lộ trình, hiểu về bản chất, nguyên lý và nắm rõ cách nắm bắt, khai thác thị trường, chia sẻ kỹ năng nhận biết mánh khóe của những chuyên gia Forex bán khóa học dòng kém năng lực trên thị trường, nhằm tránh cho nhà đầu tư ngoại hối và vàng tốn quá nhiều chi phí và thời gian để các nhà đầu tư nhìn rõ bản chất của những vị chuyên gia, hướng dẫn cách nhận biết sàn giao dịch vàng thế nào đúng, chuẩn, để nhà đầu tư hiểu rõ tránh được những điều hối tiếc sau khi đã tham gia.
hiểu rõ bản chất của dân đi dụ dỗ giao dịch ủy thác để ăn chia lợi nhuận, mà nhà đầu tư là người chịu hoàn toàn rủi ro. Giúp nhà đầu tư ngoại hối và giao dịch vàng có cái nhìn đúng, chính xác những tác hại khi sử dụng robot trong giao dịch của chính mình trên thị trường. Hướng dẫn nhà đầu tư cách xem tài khoản giao dịch vàng, cách nhìn và đánh giá lịch sử giao dịch để có thể phân biệt được đâu là người giao dịch tốt và không. Tìm hiểu về thị trường ngoại hối và vàng, kiến thức quản lý vốn trong giao dịch ngoại hối, các thuật ngữ trong giao dịch ngoại hối và vàng, phân tích các chỉ số trong giao dịch ngoại hối và vàng, hướng dẫn giao dịch ngoại hối và vàng, đây là hướng dẫn sử dụng các bộ nền, mô hình nền trong giao dịch, đánh gấp các bộ nền tăng giá, thấy chưa? Các bộ nền giảm giá, trên luôn. Lời kết, đặc biệt tại khóa học cùng thầy Trần Quốc Minh, bạn sẽ được thầy đồng hành cắt xong rồi bọn nó còn bảo là tại sao các chiến lược đầu tư dài hạn em bảo kệ bố ta xử lý các lỗi giao dịch không phải học xong là thôi tại trung tâm đào tạo forex và đầu tư không cần chứng minh. Tôi chia sẻ đến cho cộng đồng và mọi nhà đầu tư để nhà đầu tư có thể thấy rõ, và đây là tài khoản tôi ăn triệu đô nha, vừa rồi tôi cắt trực tiếp ở trên live đây cho anh em xem nha, trực tiếp ở trên live. Và trong cả quá trình mà các bạn theo dõi về tôi ở trên thị trường thì các bạn cũng có thể thấy rõ 121.000 đô trên thị trường, và tôi trực tiếp cắt toàn bộ các lệnh giao dịch trên thị trường và để gửi đến nhà đầu tư. Tổng lợi nhuận là gì nhỉ? Bank equity là còn 878.000 đô, và chúng ta nên nhìn vào trong thực tế những dẫn chứng giá trị mà bản thân tôi chia sẻ cho cộng đồng và toàn bộ những lệnh tôi đã cắt thực tế trên thị trường. Đây, vào gì nhỉ? Deposit vào là 168.000 đô, và gì nhỉ? Đã rút ra là 311.000 đô trên thị trường. Tổng cộng lời cả các thứ vào là gì nhỉ? Tổng cộng lời là 1.021.000 đô trên thị trường. Thì đấy, thì tôi chia sẻ đến cộng đồng và mọi nhà đầu tư để cho các bạn có thể thấy rõ với những giao dịch của bản thân mình, với những kiến thức và với những kinh nghiệm của bản thân tôi trên thị trường, là những minh chứng thực tế mà học viên của bản thân tôi có thể theo dõi, nhìn nhận và đánh giá rõ về các giá trị này trên thị trường. Toàn bộ những giao dịch của bản thân tôi, toàn bộ cả quá trình học đều anh em học viên trực tiếp theo dõi và đánh giá. Có đúng rồi anh Ngọc? Dạ. Đó, anh theo dõi em bao nhiêu năm anh mới đi học? Em theo dõi thầy 4 năm. Đó, thì theo, ở bên ngoài nó nói em là không dám cho học viên ngồi chơi tại lớp, ngồi xem chơi tại lớp. Thì vậy có đúng không? Hoàn toàn sai. Rồi bọn nó bảo là không có cho xem tài khoản, có đúng không? Không, không. Thế bây giờ anh đánh xong rồi, bây giờ anh có tin tưởng cái điểm vào của anh không? Anh biết được điểm vào chưa? Biết được điểm ra chưa? Thế thằng Linh quay lại rồi hiểu rõ thêm nhiều vấn đề không? Thấy có phải kỹ năng ta bây giờ khác hẳn so với cả mấy năm trước không? Kinh khủng hơn đâu. Đó. Thế đấy, thôi chào anh em nha. Hẹn anh em ở lại khóa học của bản thân tôi. Xin chào. Anh thấy không? Như này.